Vâng, em xin kính chào tất cả các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay, bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 giúp em. Có bác nào cần tư vấn gì, các bác gọi bên cơ sở 2. Ok chưa các bác? Rồi, ok. Ngày hôm nay em sưu tầm được 5 cặp đôi loa toàn giải của Peeler các bác nhá. Dòng loa toàn giải Peeler màng xám cực kỳ dị dạng các bác nhá. Màng xám cực kỳ dị dạng cho các bác luôn. Đấy. Màng này thì nói thật với các bác là không có số lượng nhiều, nó chỉ có vài cặp thôi các bác nhá. Đấy, dòng này là dòng mã của nó là mã VT20 cộng các bác nhá. Kháng trở là 4 ohm. Kháng trở 4 ohm. Công suất là 75W. Đấy, 75W. Côn của nó côn 25.5. Đấy, và bây giờ em test trực tiếp cho anh em nghe tiếng nhạc của nó luôn các bác nhá. Đây. Em sẽ test trực tiếp nhá. Đây này. Các bác nhá. Lên đủ cả 3 giải bát trung chép luôn các bác nhá. Tiếng cực mềm luôn, bởi vì con này này, gân của nó là gân mút các bác nhá. Tiếng rất là mềm, rất là êm. Đó, tuyệt vời chứ các bác. Đó, các bác nhìn chưa? Đây, mã VT20 cộng các bác nhá. Đấy. Một số các con nó gần nó kém, em cũng đã thay gần cho các bác rồi. Đấy, ok chứ các bác. Đấy. Còn ông, tất cả con này còn zin hết các bác nhá. Zin đẹp lên luôn. Đây, một cái phiên bản màu xám cực kỳ là dị luôn. Và viền của nó các bác nhìn này. Nó còn đi một cái lớp keo dựng mép màng này. Đấy, cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy. Giá của bây giờ một đôi loa này là bát 20 các bác nhá, bát 20. Chuyên nghe nhạc, riêng toàn giải thì các bác nghe nhạc thì cứ cực chất cho các bác luôn. Tiếng sáng hay. Đấy, chi tiết. Bác nào mà chưa lo toàn giải thì các bác biết rồi. Cực kỳ tuyệt vời các bác nhá. 580.000. 580.000. Đấy, một đôi các bác nhá. 580.000 một đôi bao ship các bác nhá. Đấy, 580.000 một đôi bao ship. Đấy. Loa toàn giải. Còn bác nào bên mã tiếp theo là đây là một đôi loa đây, loa Advan made in Đan Mạch các bác nhá. Đấy là Advan made in Đan Mạch, kháng trở 12 ohm, củ nó to gần bằng mặt các bác nhá, củ to bằng mặt, toàn bộ là đúc hết các bác nhá, nhiều đúc, tất cả là nhiều đúc các bác nhá, tất cả nhiều đúc, mang mang carbon. Đấy, loa này các bác về làm loa bát cũng được, loa chung cũng được, cực kỳ tuyệt vời các bác nhá. Côn của nó là côn 25.5. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy, đường kính của nó là 12.5 cm, tính từ bên này sang bên này. Đường kính tròn của nó là 12.5 cm. Đó, ok chưa các bác? Rất là đẹp. Để trên máy, để trên loa đầy đủ các logo của nó này. Đầy đủ luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Đầy đủ logo, Advan và thông tin của nó luôn. Và em test trực tiếp cho các bác nghe luôn. Tiếng rất là đầm ấm các bác nhá. Nghe nhạc rất là êm nha các bác nhá. Đây là dòng nghe nhạc có tiếng rất là êm. Đó. Một đôi như này bên em đang bán cho các bác là 580.000 một đôi các bác nhá. 580.000 một đôi bao ship cho anh em luôn. Đấy, 580.000 một đôi bao ship. Đấy, màng vàng, màng carbon, đường kính 12.5 cm, loa vẫn Đan Mạch các bác nhá. Và tiếp theo đây là chép Advan Đan Mạch này. Chép đôm đường kính là đường kính 10.5 cm các bác nhá. Này. Này, Advan Đan Mạch này, chép đôm 10.5 cm, cực hiếm luôn các bác nhá. Dòng chép Đan Mạch này, các bác nhìn này, 1983 Đan Mạch này, kháng trở 6 ohm này, các bác nhìn chưa? Đấy, đôi này em đang bán cho các bác giá là 380.000 một đôi các bác nhá, bao ship, đường kính 10.5 cm, củ to gần bằng mặt luôn, các bác nhìn chưa? Củ to gần bằng mặt luôn. Đấy, bọc nhiễu từ nhiễu đồng hoàng.